Hi, xin chào bạn. Hôm nay thì mình đang có trên tay ở đây là con Xiaomi Redmi Note 13 Pro, một sản phẩm cũng rất là mới đến từ nhà Xiaomi và mới được mở bán cách đây khoảng một hôm các bạn tại Thế Động nha. Thì cùng xem con Note 13 Pro 5G này nó có gì đặc biệt so với các dòng trước đó của hãng không bạn nha. Và đây là thiết kế cái hộp máy bên ngoài của chiếc Note 13 Pro 5G. Thiết kế màu trắng, nền trắng khá đẹp ha và sang các bạn. Rồi, mở hộp thêm Note 13 Pro này nha. Rồi, đây là cái sản phẩm chính của chúng ta ha, chiếc máy màu xanh, để qua bên nha. Rồi, phụ kiện đi kèm theo con Note 13 Pro này sẽ là có que chọc SIM, sách hướng dẫn và một cái ốp lưng dẻo các bạn, dẻo màu đen nha. Không còn là màu trong như những cái năm trước đó của hãng, mà này là màu đen luôn, dẻo đen. Rồi, tiếp theo ở đây thì chúng ta sẽ có cái bộ sạc nhanh, lên đến là 67W. Kèm theo là cộng cáp Type-C 67W, quá ngon. Rồi, đi vào cái sản phẩm chính của chúng ta, đây là con Note 13 Pro 5G màu xanh, rất đẹp các bạn, thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Các máy sẽ được thiết kế là vuông với các cạnh luôn các bạn nè, vuông à. Rất đẹp luôn. Đây là cái cụm camera phía sau, không quá dày các bạn, thiết kế trong cái khung vuông, không quá dày ha, rất là đẹp các bạn, bóng bẩy luôn. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào cái con màn hình của con Note 13 Pro 5G này. Thì máy sẽ được trang bị cái độ rộng màn hình ở đây là 6,67 inch với tần số quét lên đến là 120Hz. Và độ sáng tối đa trên con Note 13 Pro 5G này lên đến là 1800 nit các bạn. Độ sáng rất là sáng luôn. Và máy sẽ được trang bị là kính cường lực Gorilla Glass Virtus. Với công nghệ màn hình trên con này là công nghệ màn hình AMOLED với độ phân giải là 1.5K+. Wow. Độ rộng, độ sáng màn hình rất là cao. Kèm theo tần số quét lớn. Và độ phân giải màn hình xịn sò luôn các bạn, 1.5K+ ha. Là tốc độ làm tươi trên màn hình con này lên đến là 120Hz với màn hình AMOLED, hai bên viền màn hình siêu mỏng luôn các bạn. Rồi, về camera thì con Redmi Note 13 Pro 5G này sẽ được trang bị 3 camera phía sau các bạn, với camera chính lên đến là 200MP và một cam phụ độ phân giải 8MP và một cam phụ độ phân giải là 2MP, và ở đây là cái đèn LED ha. Với 3 camera phía sau thì máy sẽ được trang bị cho các bạn tính năng quay phim HD nè, Full HD, quay phim 4K luôn các bạn, khá là nhiều ha. Về tính năng chụp ảnh thì chúng ta sẽ có những tính năng như là zoom kỹ thuật số, Xiaomi RAW Cut, một cái tính năng đặc thù của Xiaomi ha. Bộ lọc màu, chụp phơi sáng, chụp HDR, chống rung quang học, con này có chống rung quang học OIS luôn, chụp toàn cảnh vân vân. Rất là nhiều tính năng chụp trên cái camera Xiaomi 200MP này các bạn. Về camera selfie phía trước với độ phân giải lên đến là 16MP, với nhiều tính năng như chức năng chụp hẹn giờ, chụp đêm, chụp HDR, chụp xóa phông vân vân các bạn. Khá là nhiều tính năng chụp trên camera selfie này. Về hệ điều hành thì con Redmi Note 13 Pro này sẽ được trang bị hệ điều hành là Android 13, với RAM 8GB, bộ nhớ đây là 256GB. Máy sẽ được trang bị con chip là Qualcomm 7X Gen 2, một con chip khá là mới các bạn. 7X Gen 2 8 nhân nha. Rồi, về cái công nghệ thì cái con này sẽ hỗ trợ công nghệ các bạn mở khóa vân tay ở dưới màn hình và mở khóa bằng khuôn mặt nha. Vẫn là mở khóa vân tay màn hình. Rồi, máy sẽ được trang bị viên pin là 5100mAh. Với cái công nghệ sạc nhanh là 67W bạn. Viên pin tới 5100mAh, so với những con trước đó thì đa số là 5000 các bạn nha. Ngoài ra thì máy sẽ còn hỗ trợ các bạn những tính năng như là tính năng mở rộng RAM. Ngoài RAM mặc định là RAM 8GB thì nó sẽ có mở rộng cho các bạn tối đa là 8GB nữa các bạn. Máy sẽ được trang bị chuẩn kháng nước kháng bụi IP54. Chuẩn kháng nước nhẹ ha.
cái rất là đẹp các bạn. Con Note 13 Pro 5G này cực kỳ đẹp ha. Và rất là mượt mà luôn. Và camera với độ phân giải 100 megapixel, chụp ảnh rất là sáng và rõ. Mặc dù đây là ban đêm ha, mình đang quay ban đêm, nó sáng rõ, nó cực kỳ sáng và rõ các bạn. Thì con Redmi Note 12 Note 13 Pro 5G này hiện tại được đang bán với cái giá là khoảng 9 triệu 490, và hiện tại nó giảm lên 9 triệu 190 ngàn các bạn, giảm được 300 ngàn. Và con này chỉ có ở Thế Động mới có con Redmi Note 13 Pro 5G này thôi nha. Các bạn mua những sản phẩm này ở những cửa hàng khác thì sẽ không có con này. Ngoài cái dòng Note 13 Pro 5G thì Xiaomi năm nay nó sẽ ra thêm một con là Note 13 Pro LED 5G các bạn. Thì cái con đó tầm khoảng là 10 triệu 990 ngàn các bạn. Pro LED 5G nha. Rồi thì mình vừa giới thiệu cho các bạn sơ lược về chiếc Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Các bạn có thắc mắc gì cứ để comment bên dưới nha, mình sẽ phản hồi các bạn sau. Nhớ nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video cập nhật giá mới nhất nha. Bye bye.